Lan Trường Nguyễn Lâm xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay Nguyễn giới thiệu đến mọi người một cái cây. Cũng trong những cái video hoa nở trong vườn Nguyễn thì hôm nay có cây cây nữ hoàng 28 nó nở hoa mọi người ạ. Thì Nguyễn cũng kích hoa rất là nhiều để mà trưng Tết tất cả nhà, cũng như là chia sẻ giống cho mọi người chúng ta chơi Tết. Thì hiện tại Nguyễn cũng đang có rất là nhiều cây nở hoa trước Tết để quay cho mọi người xem. Đây là nữ hoàng 28 nè và một số chậu đang nở hoa ngoài này. Đây ha, đây nha, tác phẩm này ngày mai mình sẽ quay. Rồi đây nữa nè, rất là nhiều cây đang nở hoa trong vườn mình, nhiều lắm mọi người ơi. Xa tít đằng kia đây có cái chậu này nở đẹp, hôm nào mình quay cho mọi người xem. Cái chậu này là chậu hồng tiểu điệp hồng nè, bữa nay vẫn đẹp ha. Còn cái video ngày hôm nay thì mình quay cho mọi người xem, đó là cây nữ hoàng 28. Nữ hoàng 28 đây. Thì bản chất cây này nó là một cái cây xuất xứ từ từ tỉnh Hòa Bình. 28 là biển số xe Hòa Bình đó mọi người. Đây là một cái cây thôi nha, đây nè, cây ươm. Thì cái cây này nó có cái tính chất là thân nó rất là mập. Cây năm nhất mọi người đã thấy nó đã mập như thế này rồi, thì anh chị nào mà chăm tốt thì những cái mầm năm 2, năm 3 nó có thể to như cái ống nước này là bình thường nha mọi người nha. Ống nước này là ống 21, có người chăm to ra thành cái phi 27 luôn á, đẹp lắm. Thì đó là về thân thủ còn và nguồn gốc ha. Còn về mặt hoa của nó thì tuyệt đẹp như này nè mọi người. Nữ hoàng 28 năm cánh của nó gần như trắng tinh luôn. Cây này ngày xưa người ta gọi nó là cây ám Hòa Bình, nó xuất xứ từ tỉnh Hòa Bình và cây nó thì không được trắng tinh. Nó kiểu như là ngày xưa người ta chơi hàng va đó, người ta phân biệt kỹ vấn đề là trắng tuyệt đối và vấn đề là nó hơi một chút xíu gần tím thì người ta gọi là cây ám. Còn sau này ở thời điểm này thì cây trắng hay cây ám nhìn xa, ví dụ như cây nhìn xa như thế này thì cây trắng với cây ám nó như nhau, không có khác gì cả. Đây mặt hoa nữ hoàng 28 mọi người thấy có bộ cánh bầu đẹp ha, mắt đậm đẹp nè, đó, họng rất là sạch, phân thủy sạch và hoa nào nó cũng đều đẹp hết, mặc dù là hoa kích ha, đều. Hoa kích chúng ta để ít hoa thôi thì nó sẽ đẹp, còn để nhiều hoa như thế này nè mọi người nè, không có ngắt đi á, thì được cái số lượng nhưng mà chất lượng không có ha, nó nhiều hoa nhưng mà mỗi một bông hoa nó không có được đẹp. Còn để ít hoa như thế này thì hoa nó sẽ to, đẹp. Cũng hai cây hồng thôi, hai cây hồng đều đẹp hết nhưng mà cái cây hồng này nè, để ít hoa, hoa nó đẹp. Còn không có ngắt đi để một chùm hoa như thế này thì chúng ta thấy rất nhiều hoa nhưng hoa nhỏ và không có bay nổi, nó không có giang cánh nổi mọi người. Đây cũng vậy luôn nè, một cái chậu này là chậu hồng bình dân, để rất là nhiều nụ, thế cho nên là hoa của nó có nở ra nó cũng không bay nổi. Cái này là mình để điển hình cho mọi người chúng ta xem để mọi người phân biệt, biết cách ngắt bớt nụ đi để cho hoa nó đẹp và đều như này nha cả nhà mình nha. Rồi. Video ngày hôm nay thì mình quay cho mọi người xem cái cây nữ hoàng 28 và rất là nhiều cây còn đang nở trong vườn, như một cái tác phẩm này. Tác phẩm này có khả năng là 2 ngày nữa mình sẽ quay cho mọi người xem, rất là nhiều nụ đây nha. 3 ngày nữa, chắc phải 3 ngày nữa nó mới rộ đẹp. Rồi cái tác phẩm kiều này á thì ngày hôm nay nó quá ư rực rỡ, nở đều hết rồi. Nhưng mà ngày mai mới là ngày đẹp nhất, ngày mai mới là ngày rõ nhất, thì ngày mai mình sẽ quay cho mọi người xem lại cái chậu này. Còn hoa nữ hoàng 28 tuyệt vời đây mọi người nha, xem lại lần cuối rồi em sẽ khép lại cái video ngày hôm nay. Rồi, Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong những video sau nha.